Với đa số chị em, khi mang thai sẽ ăn nhiều hơn bình thường và trở thành một nhu cầu tự nhiên của cơ thể, đồng hành cùng quá trình lớn lên của thai nhi. Tuy nhiên, một số mẹ bầu lại không cảm thấy vậy và không muốn ăn bất cứ món gì. Hiện tượng chán ăn khi mang thai thường xảy ra trong giai đoạn 3 tháng đầu tiên, khi bà bầu đang vật lộn với tình trạng ốm nghén. Vậy các mẹ bầu chán ăn cần làm gì để khắc phục tình trạng này? Hãy cùng tham khảo ngay những điều sau nhé! 1. Mẹ bầu chán ăn do đâu? Việc mẹ bầu bị chán ăn trong 3 tháng đầu của thai kỳ có thể là do sự thay đổi của hormone HCG. Lượng hormone này tăng lên nhanh chóng trong 3 tháng đầu của thai kỳ và từ đầu tuần thứ 11 sẽ bắt đầu giảm xuống. Việc tăng lên nhanh chóng của hormone này sẽ khiến mẹ nhạy cảm hơn so với bình thường, luôn cảm thấy buồn nôn, chán ăn và cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, thì mỗi mẹ bầu mà có những ảnh hưởng của hormone này sẽ khác nhau. Có mẹ sẽ có cảm giác thèm ăn, nhưng ngược lại sẽ có mẹ sẽ có cảm giác chán ăn. 2. Ảnh hưởng đến mẹ và bé. Việc chán ăn của mẹ bầu nếu kéo dài sẽ gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến thể trạng sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Đối với mẹ bầu, mẹ bị chán ăn cơ thể sẽ luôn ở trạng thái mệt mỏi, cơ thể không được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng nên sẽ dẫn đến thiếu chất và sức khỏe suy yếu. Thai nghén nặng khiến mẹ không tiêu hóa được thức ăn, hoa mắt, chóng mặt, mất chất điện giải và muối. Còn đối với thai nhi, trẻ có thể bị thiếu chất, suy dinh dưỡng và phát triển không toàn diện, nguy cơ dọa sảy thai cao. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ khiến khả năng cung cấp chất dinh dưỡng cho bào thai suy giảm đáng kể. Trường hợp xấu nhất là thai nhi tử vong và nguy hiểm cho cả mẹ. 3. Mẹ bầu chán ăn nên làm gì? Để loại bỏ mối lo lắng về việc không cung cấp đủ dinh dưỡng cho sự phát triển của thai nhi, đồng thời lấy lại niềm vui khi ăn uống, mẹ có thể áp dụng các biện pháp dưới đây. Uống nước đầy đủ. Mẹ bầu cần uống từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày trong suốt quá trình mang thai. Nước sẽ giúp bạn bớt mệt mỏi, đồng thời các loại nước trái cây như cam, chanh rất hữu hiệu trong việc giảm ốm nghén. Hạn chế các đồ ăn nặng mùi. Nếu mẹ cảm thấy khó chịu với mùi của các loại thức ăn nào thì hãy liệt kê nó vào danh sách hạn chế. Một số đồ ăn dễ khiến mẹ cảm thấy chán ăn và buồn nôn như là cá, cà ri, quế hồi. Chia nhỏ các phần ăn. Điều này làm cho mẹ bớt cảm giác ngấy khi nhìn thấy thức ăn. Thay vì chỉ ăn 3 bữa mỗi ngày với một lượng thức ăn lớn, mẹ có thể chia nhỏ thành 6 bữa với một chén nhỏ thức ăn trong các bữa chính và một vốc thức ăn nhẹ như là hạt đậu hay trái cây khô trong các bữa phụ. Không bỏ bữa. Đừng vì sợ nôn ói hay không hứng thú với việc ăn uống mà bỏ ăn nhé. Không chỉ có bé yêu cần dinh dưỡng mà chính bản thân mẹ cũng cần nạp năng lượng để khỏe mạnh và vui vẻ trong suốt thai kỳ. Tập trung vào protein và tinh bột. Khi bà bầu bị chán ăn, tốt nhất bạn nên chọn các món ăn chứa nhiều carbon hydrate và protein. Các món ăn này giải phóng nhiều calo cần thiết cho sự hoạt động của cơ thể, đồng thời giúp mẹ no lâu, giảm cảm giác mệt mỏi. Bên cạnh đó, chúng cũng giúp duy trì mức đường huyết ổn định. Đảm bảo bổ sung đầy đủ vitamin. Trái cây, rau củ là một nguồn vitamin tuyệt vời. Nếu mẹ không thể ăn nhiều, có thể lựa chọn các viên uống đa vi chất để mang đến cho bé những chất dinh dưỡng quan trọng như là acid folic, vitamin D, C, E, sắt. Việc chán ăn và mệt mỏi khi mang thai là hiện tượng khá phổ biến nên mẹ không cần quá lo lắng. Hãy đảm bảo cho tâm trạng luôn được thoải mái và thực hiện đúng theo lời khuyên trên để con yêu phát triển khỏe mạnh. Nếu tình trạng ốm nghén, chán ăn quá nặng và kéo dài thì mẹ nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn cụ thể hơn.